Xin chào tất cả anh em. Hôm nay ngày mùng 10 đầu năm thì em sẽ giới thiệu đến anh em một cây viết rất là đẹp đến từ thương hiệu DuPont của Pháp. Đây là một trong những cái chiếc bút có thể nói là cực kỳ nổi tiếng của hãng. Cây bút này thì nó cũng về cùng với em ở trong những cái đợt hàng cuối năm vừa rồi như là anh em thấy. Thì bút thì em cũng rất là ít bán, nhưng mà có một số cây viết về mà nó đẹp ấy thì là em cũng sẽ nhập những cây viết này, tuy cái số lượng của nó không có nhiều tại vì cái bút này nó rất là đắt. Và không phải là lúc nào mình cũng có thể mình kiếm được với có những cái em là giá nó tốt. Ví dụ như anh em thấy thì là cây viết này nó có tên mã nó khác ở trên này. Cái vỏ của nó, tất cả kể cả cái cây viết và cái nắp của nó đều được làm bằng kim loại. Còn làm bằng gì thì em cũng không có chuyên về cái này nên là cũng không có lắm được hết. Đấy. Như anh em thấy thì ở trên cái cây viết này thì nó có khắc cái dòng chữ là ST DuPont. Đấy. Rất là đẹp. Bên cạnh thì nó có một cái chữ Paris. Đấy. L'Etoile de Chine, cái tên của cái hãng hoặc là cái đời nó. Và phía trên này như anh em có thể thấy thì là nó có cái mã số của cái dòng sản phẩm này. Đấy, cái mã số này 5, để em quay, nó rất là nhỏ, nó khắc 5F5 rồi là KF31. Đấy. Phía bên cạnh này nữa thì như anh em thấy nó có cái chữ Made in France. Đấy, Made in Pháp. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là cái bút này em cảm giác như là nó cũng chưa có xài nhiều anh em ạ. Đó. Rồi là ở trên cái ngòi bút, bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào cái ngòi bút này. Tại vì em quay bằng điện thoại nên là nhiều khi bắt led nó cũng không được chuẩn, nên anh em để ý nhé. Để em sẽ cho rất là gần. Đấy, ví dụ ở trên này nó có cái logo chữ D của hãng. Rồi nó có cái chữ 750. Chả biết nó là cái gì luôn. Bên hông này thì của nó là có cái chữ này nó khắc nhỏ quá nên em cũng không mới được. Tất cả đều được được mạ vàng hết. Bên cạnh này nó cũng có cái logo luôn này. Đó. Do mình cũng không am hiểu về cây viết nhiều nên là chỉ có những cái cây viết mà đẹp thì là em sẽ nhập về. Và giá của nó ok. Đó. Như tham khảo trên mạng thì những cái cây viết của những cái hãng này nó rất là đắt. Nhưng mà thực chất là những cái bác Việt kiều ở bên Đức mà em hay lấy hàng này này thì mấy bác cái sưu tầm được một số thôi chứ cũng không có được nhiều. Giống như là nhiều khi mà đi ra cái cửa hàng đồ cũ hoặc là này kia mà có những cái món đồ mà nó đẹp ấy, thì bác ấy sẽ mua về để em sẽ nhập lại để em bán, đơn giản là thế thôi. Đấy. Cái viết này ấy, thì như anh em có thể thấy thì là nó xoay ra này. Đó. Cái cơ chế hoạt động của nó là nếu mà chúng ta hút mực ấy. Cái này thì em cũng chưa sử dụng bao giờ nhưng mà nhìn cơ chế là mình có thể mình biết được. Cái này nó giống như là một cái bình bít tông lén. Đấy, như anh em có thể thấy này. Em vặn lên. Cái này đó là cái bít giống như cái bít tông ấy. Đó. Chúng ta có thể vặn được. Khi chúng ta muốn lấy mực thì chúng ta vặn nó xuống. Vặn như này và chúng ta sẽ vặn lên này. Đó. Vặn lên thì là mực nó sẽ hút lên. Hút lên thì lúc đấy là chúng ta sẽ đóng cái lắp nó này nó lại. Đó. Này như thế này là chúng ta viết thôi. Tại vì cái bút này như là chưa có sử dụng, mực cũng chưa có vô đây nữa. Đấy nên là nó rất là hay. Ở phía trên này như anh em có thể thấy để em bắt led nó vào đây. Đấy. Nó cũng có cái chữ DuLot. Đây xoay ngang như này. Đó. ST DuLot Paris. Đấy. Nói chung là nhìn nó rất là xịn sò. Nói chung là rất là đẹp. Với một cái cây viết như này thì khỏi phải chê. Anh em nào mà yêu thích những cái cây viết thì có thể liên hệ với em. Thực ra em không có nhiều, có một hai cái. Có một cái này thôi. Nên là hôm nay sẽ giới thiệu đến anh em. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ em để mua nha. Cảm ơn tất cả mọi người.